Thanh xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay thì Nhân khá bận ở dự án mới là dự án Thủ Thừa Phú Thanh. Thì hôm nay là trong cái thời gian này thì Nhân nhận rất là nhiều cái cuộc gọi và Nhân cũng không có thời gian để mà xuống đây cập nhật lại cái hạ tầng cho tất cả quý khách hàng. Thì hôm nay là có những cái trường hợp có những khách hàng rất là bức xúc, bởi vì lúc trước nếu như mình mua giao dịch ở bên đợt 6 và đợt 7 đó, thì ở bên đây là có một cái đơn vị phân phối là bên công ty Trần Anh Group. Thì quý vị khách hàng mình có những cái thư mời hoặc là những cái cuộc gọi ở bên công ty là mời mình xuống đây để nhận đất, nhưng mà liên hệ lại những cái bạn sale cũ là lúc trước đã mua đó, mà thứ nhất là liên hệ không được, hoặc là thứ hai là liên hệ không được những cái bạn đó là giúp đỡ, hoặc là liên hệ lại thì những cái bạn sale đó đã nghỉ rồi. Thì bây giờ là Nhân sẽ hướng dẫn và chia sẻ cái cách xuống đây để mà mình nhận đất. Thì trong cái khoảng thời gian mà ví dụ như mình nhận được những cuộc gọi hoặc là cái thư mời của công ty, thì trong cái thời gian buổi sáng hoặc buổi chiều thì mình cứ canh ở trong cái khung giờ, và trong thời gian đó thì tất cả người khách hàng mình hãy xuống thẳng công ty. Nếu như mình có cuộc gọi thì không sao, hoặc là mình có thư mời thì mình sẽ đem cái thư mời xuống và mình đi tới cái cổng dự án Cát Tường Phú Sinh. Thì mình nhìn bên tay trái của mình đó là phía sau lưng Nhân nha, thì có để cái bảng là ban quản lý dự án. Thì tất cả người khách hàng mình có thể xuống đây thì mình có thể cầm thư mời, hoặc là mình không có thư mời thì mình cũng có thể đi thẳng vào và mình gặp bất cứ một cái nhân viên nào hoặc là những anh bảo vệ đó, thì mình có thể nói là hôm nay là công ty báo cho tôi xuống đây để nhận đất. Thì tất cả những anh bảo vệ đó hoặc là những nhân viên ở trong ban quản lý dự án sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho tất cả quý khách hàng mình rất là nhiệt tình và hết sức để mình có thể nhận được những cái lô đất. Và nếu như mình xuống đây mình nhận đất thì bên công ty sẽ có một cái biên bản là bàn giao đất, chỉ cần hai bên ký tên và bên công ty sẽ chở mình ra cái lô đất đó để mà xịt sơn là ký hiệu là cái ví dụ như là mã lô số mấy, và sẽ đo lại cái diện tích chính xác cho mình. Và để cho dễ dàng nhất thì tất cả quý khách hàng mình hãy nhớ đem theo giấy chứng minh và hợp đồng nguyên tắc để có thể nhận đất một cách dễ dàng hơn. Rồi qua tất cả quý khách hàng mình có thể kết bạn Zalo hoặc là Facebook của Nhân, thì cái số điện thoại trên màn hình đó. Và bây giờ thì quý khách hàng Nhân sẽ quay cho mình thấy được cái ban quản lý dự án nha. Rồi xin mời tất cả quý khách hàng và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng ở video sau.